Sau đây chúng ta sang bài thực hành phân tích mạch điện tủ lạnh gián tiếp và đấu mạch điện tủ lạnh gián tiếp trên mô hình tủ lạnh. Thì đối với mạch điện tủ lạnh gián tiếp, chúng ta đang sử dụng một trong hai loại. Một loại sử dụng đồng hồ thời gian hay giơ le xả tuyết là loại 1, đó là loại 1.3, và một loại là sử dụng loại 1.4. Thì để đi vào đấu mạch điện thì các em cần phải nắm vững cho thầy về nguyên lý hoạt động của mạch. Thì thầy nhắc lại, trong mạch thì gồm có các cái thiết bị điện và phụ tải điện như sau. Một là bóng đèn, đối với phụ tải, bóng đèn, motor, quạt gió, động cơ, block và điện trở xả tuyết, hay ta còn gọi là sấy. Trong giơ le còn có động cơ giơ le. Đối với thiết bị thì chúng ta gồm khống chế nhiệt độ, công tắc cửa, cầu chì nhiệt, hay ta còn gọi là cảm biến dương, cảm biến âm, hay còn gọi là xóa lạnh, đồng hồ thời gian, giơ le bảo vệ, giơ le khởi động. Vậy bây giờ thầy sẽ phân tích đối với mạch điện tủ lạnh gián tiếp thì được chia ra làm bốn mạch nhỏ. Trong đó mạch hoạt động của đèn người ta được gọi là mạch chiếu sáng. Mạch hoạt động của motor quạt gió và động cơ block được gọi là mạch chạy lạnh. Mạch của điện trở xả khi làm việc được gọi là mạch xả. Và mạch của động cơ giơ le hoạt động thì ta được gọi là mạch chuyển chế độ. Đối với tủ lạnh gián tiếp thì không thể thiếu mạch chuyển chế độ. Đó là ở chế độ chạy lạnh, khi đạt cái nhiệt độ làm lạnh theo chu kỳ thì lúc này đồng hồ phải chuyển để xả tuyết hoàn toàn tự động. Thì nguồn điện đi sau. Thứ nhất, đối với mạch đèn thì chúng ta phân tích do nguồn điện xoay chiều, thầy có thể đi từ nguồn N hay nguồn L. Từ nguồn N sẽ đi qua đèn, qua công tắc kép. Tiếp điểm này là tiếp điểm thường đóng, quay về nguồn L kín mạch. Đối với mạch chạy lạnh, từ nguồn N qua khống chế nhiệt độ, khống chế đang ở cái trạng thái đóng tiếp điểm, đi qua khống chế tới chân 3 của giơ le thời gian. Lúc này ở chế độ chạy lạnh thì tiếp điểm 3 phải thông đóng sang chế độ dài. Thì 3 trong cái đồng hồ, trong sơ đồ của thầy, 3 thông 4. Để cấp nguồn, thứ nhất là cho quạt qua công tắc cửa tiếp điểm thường mở, quay về nguồn L từ chân 4 qua giơ le bảo vệ cho động cơ block tới chân trung của động cơ. Qua động cơ thì chân chạy sẽ quay về nguồn L kín mạch. Lúc này lốc và quạt sẽ hoạt động. Ta sang mạch sấy. Đối với mạch sấy, lúc này đồng hồ thời gian tiếp điểm 3 phải thông sang chân 2, chân chế độ ngắn. Từ nguồn N sẽ đi qua khống chế nhiệt độ tới chân 3 của giơ le thời gian. 3 lúc này thông sang chân 2. Khi sấy mà làm việc thì điều kiện là cảm biến âm này phải đóng, có nghĩa nhiệt độ tại bề mặt dàn là có lạnh, có tuyết. Thì qua cảm biến âm, qua điện trở xả, qua cầu chì nhiệt, quay về nguồn L kín mạch. Đối với mạch chuyển chế độ chính là mạch của động cơ giơ le làm việc, thì chúng ta đã biết chúng ta phải xét trong hai cái trường hợp. Ở chế độ chạy lạnh
thì Zalae này có hoạt động hay không. Thì chúng ta xét trường hợp thứ nhất, trong quá trình hoạt động ở chế độ chạy lạnh 3 đăng thông 4 thì do động cơ Zalae chúng ta đã học buổi học hôm trước là có công suất rất nhỏ, điện trở rất lớn từ 5k cho đến 30k ôm, và chúng ta đo thực tế đối với các đồng hồ đang sử dụng hiện nay đều có giá trị điện trở từ 20 cho đến 30k ôm. Đối với điện trở xả thì buổi học hôm trước chúng ta đã đo giá trị điện trở của điện trở xả, chúng ta đang có giá trị là 500 600 ôm. Cầu chi nhiệt thì là thông mạch, là một dây dẫn. Như vậy ở chế độ chạy lạnh thì động cơ Zalae luôn hoạt động nhờ cầu chì và điện trở xả đang trở thành dây dẫn nguồn, cung cấp nguồn cho động cơ Zalae. Thì từ nguồn N, lúc này từ nguồn N qua khống chế tới chân 3 của Zalae thời gian đi qua động cơ và đi qua điện trở xả, đi qua cầu chì nhiệt, quay về nguồn L. Vậy để đấu được mạch điện tủ lạnh gián tiếp thì các em cần chuẩn bị cho thầy toàn bộ các thiết bị điện và phụ tải điện. Sau đó cần phải kiểm tra các thiết bị điện và phụ tải điện đảm bảo đã tốt hay chưa thì chúng ta mới tiến hành đấu mạch điện. Sau khi đấu xong, các em dựa vào mạch điện thì chúng ta sẽ kiểm tra mạch của chúng ta đã đấu đúng hay sai. Thì các em nhìn trên sơ đồ mạch điện, thầy sẽ phân tích cho chúng ta đo và kiểm tra xem chúng ta đấu đúng hay sai. Thứ nhất, em kiểm tra cho thầy mạch chạy lạnh khi 3 đóng sang 4. Thì nếu thầy đo điện trở hay đầu phích cắm thì các em thấy thứ nhất là mạch đèn đang kín mạch. Đèn sẽ có giá trị điện trở khoảng 600 ôm, 500 cho đến 600 ôm. Thứ hai, mạch chạy lạnh, mạch quạt lúc này hở, chỉ còn mạch của lốc kín mạch. Như vậy, mạch lốc và mạch bóng đèn đang mắc song song. Vậy khi lúc này thầy đo điện trở hai đầu phích cắm, chủ yếu sẽ có giá trị điện trở của động cơ. Có giá trị điện trở của động cơ do điện trở của động cơ là công suất lớn, điện trở nhỏ. Giá trị chúng ta đo được trong phạm vi từ 10 cho đến khoảng 50 ôm điện trở của cuộn chạy. Vậy lúc này làm thế nào để biết được mạch quạt có hoạt động hay không và mạch bóng đèn có hoạt động hay không? Thì các em có thể rút một rắc cấp điện vào Zalae khởi động và bảo vệ để hở mạch lốc ra. Thì lúc này chúng ta đo hai đầu phích cắm sẽ có giá trị điện trở của mạch đèn. Để kiểm tra lại mạch đèn, các em ấn tay vào công tắc, công tắc chuyển sang quạt thì lúc này có sự thay đổi giá trị điện trở dưới bóng đèn và quạt, thì ta kết luận mạch chiếu sáng và mạch quạt gió đang kín và đang hoạt động bình thường. Lúc này chúng ta tiến hành kiểm tra đối với mạch xả xem đã đảm bảo đạt hay chưa. Thì chúng ta dùng tonovis sẽ xoay trục cam để chuyển Zalae thời gian từ 3 thông sang chân 2. Từ 3 thông sang chân 2. Lúc này các em sẽ nhìn trên mạch. Thứ nhất, mạch bóng đèn đang kín. Mạch sấy qua khống chế tới 3, 3 thông sang chân 2. Tới cảm biến âm thì do nhiệt độ môi trường của chúng ta đang lớn hơn cảm biến âm chưa đóng, do đó lúc này không có điện trở.
của xả, mà lúc này chúng ta chỉ có điện trở của kín mạch, của mạch chuyển chế độ, đó là mạch của động cơ giơ le. Thì chúng ta nhìn vào đây là nguồn N qua khống chế tới chân 3, 3 qua động cơ giơ le sang chân 1, qua điện trở xả, qua cầu chì, quay về nguồn. Như vậy, khi thầy xoay sang chế độ xả, thì thầy đang có mạch bóng đèn và mạch của động cơ giơ le đang mắc song song. Để kiểm tra mạch của động cơ giơ le thì chúng ta sẽ dùng đồng hồ vạn năng để thang đo x1 k ohm, để thầy sẽ đo điện trở của bóng đèn. Lúc này thầy phải ấn tay vào công tắc để chuyển sang chế độ quạt, thì lúc đó mạch bóng đèn hở. Thì nếu có giá trị điện trở của động cơ giơ le thì đây chính là mạch chuyển chế độ của chúng ta đang tốt và đã đấu đúng, nó sẽ làm việc. Vậy còn mạch sấy, mạch sấy thì điều kiện muốn sấy được thì cần phải đảm bảo hai điều kiện: một là đồng hồ thời gian chuyển sang chế độ sấy, hai cảm biến âm phải đóng tiếp điểm. Như vậy khi thầy xoay sang chế độ sấy rồi thì còn điều kiện thứ hai là cảm biến âm phải đóng. Lúc này chúng ta nối tắt hai đầu dây của cảm biến âm lại, nối tắt hai đầu dây của cảm biến âm lại. Thì lúc này chúng ta sẽ phân tích, sẽ có hai mạch đang mắc song song. Thứ nhất là mạch bóng đèn đang kín mạch và đang hoạt động. Thứ hai, mạch của điện trở xả từ nguồn N qua khống chế tới 3, 3 thông sang chân 2, qua cảm biến âm, qua điện trở xả, qua cầu chì nhiệt, quay về nguồn L. Như vậy, mạch bóng đèn và mạch điện trở xả đang mắc song song. Để kiểm tra điện trở xả có kín mạch hay không, các em để đồng hồ vạn năng ở thang x 10 cao 10 ohm, 10 ohm đo vào hai đầu phích cắm, có ấn tay vào công tắc, có ấn tay vào công tắc. Thì đầu tiên là mạch bóng đèn và mạch điện trở xả đang mắc song song, và khi chúng ta chuyển công tắc sang chế độ quạt thì lúc này chỉ còn mình mạch điện, đó chính là mạch của điện trở xả. Thì khi đó có sự thay đổi giá trị điện trở thì ta kết luận mạch điện trở xả đang đấu đúng. Thì sau khi đấu xong chúng ta sẽ phải cấp nguồn để kiểm tra nóng lại một lần trước khi bàn giao tủ lạnh cho khách hàng. Vậy chúng ta cần phải chuẩn bị toàn bộ các thiết bị điện và phụ tải điện, và trước khi đấu thì các em cần phải ôn lại, đo lại các thiết bị điện và phụ tải điện. Trong đó thầy sẽ soạn các thiết bị điện và phụ tải điện như sau. Thứ nhất, thầy có khống chế nhiệt độ. Thì nhắc lại cho chúng ta, khống chế nhiệt độ thì đối với điều kiện này chúng ta đo như nào? Khống chế nhiệt độ thì chúng ta sẽ đo thông mạch. Chúng ta sẽ đo thông mạch thì dùng đồng hồ để thang x1 chỉnh hai kim đồng hồ về vị trí 0. Sau đó thầy đo kim lên thông mạch. Thiết bị điện thứ hai là công tắc. Đối với công tắc thì đây là công tắc kép. Thì lúc này chúng ta cũng đo chân 1 và chân 3. Đây là chức năng tiết điểm thường đóng của đèn. Thầy ấn vào công tắc có ngắt, chuyển sang 1 với 2, kim không lên. Thầy ấn công tắc, kim lên. Như vậy, công tắc đang tốt. Tiếp tục, thiết bị điện tiếp theo là cầu chì, cầu chì nhiệt hay ta gọi là cảm biến dương.
Cầu trì nhiệt chúng ta cũng đo để đồng hồ thang X1 đo thông mạch và đo hai đầu chân của cầu trì. Kim lên là cầu trì đang tốt. Đối với da le khởi động, thầy sử dụng da le khởi động điện tử. Thì đối với da le khởi động điện tử, trên tay thầy là loại hai vào, hai ra. Chúng ta đo hai chân ra có giá trị điện trở từ 10 cho đến 50 ohm của chất bán dẫn. Thì đây chính là da le khởi động đang tốt. Tiếp tục, da le bảo vệ. Thầy sử dụng da le khởi động điện tử thì bây giờ thầy cũng đang sử dụng da le bảo vệ về dòng. Thì chúng ta đo chân vào, chân ra, kim lên thông mạch hoặc có giá trị điện trở rất nhỏ của dây điện trở ở bên trong. Tiếp tục sang điện trở xả, đó chính là bóng sấy. Điện trở xả thì bóng sấy thì chúng ta sẽ để thang X10 ôm. Thầy cũng chỉnh kim đồng hồ về vị trí 0. Sau đó chúng ta đo. Có giá trị điện trở. Phụ tải tiếp theo là quạt. Thì đối với quạt, thứ nhất là quay cánh không bị kẹt. Thứ hai, đo giá trị điện trở. Chúng ta cũng để thang X10 và đo giá trị điện trở. Thầy đang có 800 ohm. Đo giá trị điện trở, thầy đang có 800 ohm. Và chúng ta cần phải cấp nguồn để kiểm tra về quạt. Phụ tải kế tiếp là bóng đèn. Bóng đèn, đây thầy đang sử dụng bóng đèn sợi đốt. Điện áp sử dụng là 220 và 15W. Và lúc này chúng ta cũng đo giá trị điện trở để đồng hồ thang X10 và chúng ta đo. Thấy đang có giá trị điện trở là 400 ohm. Và bây giờ chúng ta muốn đấu mạch loại 1 thì chúng ta cần phải kiểm tra da le thời gian hay đồng hồ xả của chúng ta đang là đồng hồ loại 1. Thì để biết được da le thời gian hay đồng hồ xả tuyết loại 1 hay không, thì đầu tiên chúng ta cần phải giả sử động cơ này, đồng hồ này đang là đồng hồ loại 1. Thì chúng ta sẽ để thang X1K. Chỉnh kim đồng hồ về vị trí 0. Lúc này thầy đo chân 1 và chân 3 có giá trị điện trở và đây là đang ở chế độ dài 2 đang thông 4, 2 ngắt 3. Thì ở chế độ 3 đang thông 4, 3 đang thông 4, đo 1,3 có giá trị điện trở. Sau đó thầy xoay trục cam sang chế độ xả. Sang chế độ xả, 3 sẽ ngắt 2, 3 ngắt 4 và 3 thông 2, 3 ngắt 4 và 3 thông 2, 3 ngắt 4 này, 3 thông sang chân 2. Sau đó chúng ta cũng đo chân 3 với chân 1 có giá trị điện trở của động cơ da le của thầy đang là 25 kΩ.
Và để kiểm tra phần cấp điện thì lúc này thầy sẽ cấp điện xem động cơ có quay được hay không, để đảm bảo mạch điện của chúng ta sẽ tốt. Thì đối với một số phụ tải mà chúng ta cần phải cấp điện thì chúng ta sẽ cấp điện để kiểm tra nó chắc chắn. Đây là dây le loại 1, thầy sẽ cấp nguồn vào chân 1 và chân 3 theo đúng điện áp sử dụng ghi trên thân, 200 đến 240V, tần số 50 trên 60 Hz. Quan sát vào mắt kính của dây le và chúng ta nhìn, nếu thấy hệ thống bánh răng quay thì có nghĩa là động cơ này, đồng hồ xả tuyết của thầy đang tốt. Thì các em nhìn thấy hệ thống bánh răng của chúng ta đang đang quay, thì có một cái dấu chấm đỏ, thì chúng ta thấy là dấu chấm đỏ của chúng ta đang có sự chuyển chuyển động. Và bây giờ đến phụ tải là động cơ block. Động cơ block thì đối với động cơ block chúng ta sẽ đo điện trở cuộn dây chúng ta đang có 3 phép đo. Thứ nhất thì đây là một tăng giác, thầy sẽ đo 3 lần đo. Lần đo nào có giá trị điện trở lớn nhất thì chân còn lại là chân trung, 34, 12, 22. Từ 36 này. Đồng hồ nó. Đây, chúng ta nhìn. Chúng ta thấy đối với có giá trị điện trở là 36 thì chân còn lại là chân trung. Thầy sẽ lắp dây le bảo vệ. Từ chân trung đo sang chân bên phải của thầy đang là 12, chân bên trái đang là 24. Thì lúc này chân bên phải là chân chạy. Thầy cấp nguồn cho động cơ. Và sử dụng đồng hồ kẹp dòng. Động cơ block hoạt động bình thường, dòng 0,82. Như vậy sau khi thầy đã kiểm tra toàn bộ các thiết bị điện và phụ tải điện xong thì chúng ta sẽ tiến hành đấu mạch điện trên mô hình tủ lạnh. Thì bây giờ các em xem thầy hướng dẫn trực tiếp trên mô hình tủ lạnh và cách kiểm tra đối với mạch điện của chúng ta. Đấu xong đã đạt yêu cầu ấy chưa? Và đây chính là mạch sử dụng dây le thời gian loại loại 1.